Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 2 năm 2024 ạ. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà. Những cái dòng hàng lan rất là đẹp ạ. Những cây hoa, những cây lan mà đang thời điểm bây giờ đang nụ, đang hoa. Đó. Những cây lan đang nụ, đang hoa. Và những cái cây lan mà sẽ cho hoa trong cái thời gian rất là ngắn tới, cô chú anh chị nhé. Nói chung là hôm nay thì đủ những cái dòng hàng lan đẹp luôn để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình những cái giò lan đẹp và rẻ nhất, cô chú anh chị ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho người phát hàng. Ra em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan hoàng thảo kèn. Cô chú anh chị mình ai mà muốn sưu tầm những cây hoàng thảo kèn, mỗi dòng lan với những bông hoa tím lịm tim đẹp xuất sắc, có những cái bông hoàng thảo kèn thời điểm hiện tại đang nụ rất là lớn và cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái độ tím của nó như thế nào rồi. Hoàng thảo kèn hàng 100% thân tơ và size nụ tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này, mà giá thì cực kỳ là rẻ luôn đó cô chú anh chị. Hoàng thảo kèn ạ, em đang bán với giá chỉ có 380.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Nụ từ gốc đến ngọn và mầm gốc thì đang lên cô chú anh chị này. 380 cho 1 kg mà hàng là 100% thân tơ. Đảm bảo cô chú anh chị mình là những cái thân kèn vô cùng là tuyệt vời. Em sẽ bán ngay từ 0,2 kg đây cô chú anh chị, em đang cân thử ra một lượng kèn 0,2. Nói chung là cây dài vừa, cô chú anh chị mình có thể dễ dàng ghép và được những giò lan có thể nói là đẹp nhất. 0,2 kg cô chú anh chị được một lượng kèn như thế này, tức là cô chú anh chị có một cái giò kèn rất là tuyệt vời rồi. Còn nếu mà cô chú anh chị có một cái siêu phẩm thì có thể lấy một cái lượng hàng lớn hơn, có một cái tác phẩm tuyệt vời, tức là hơn 70.000 thôi được một cái giò kèn tuyệt vời như vậy cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan trầm rừng ạ. Để trầm rừng thì cái dòng trầm rừng lô hàng hôm nay về phải nói là không thể chê vào đâu được ạ. Dòng trầm rừng thì thời điểm bây giờ là chưa có nhú nụ cô chú anh chị nhé, nhưng mà mùa xuân rồi cây trầm này sẽ bắt đầu là cho nụ rất là nhanh thôi. Và em nghĩ rằng là những anh chị nào chơi lan, những cái bông trầm rừng chắc chắn là không thể thiếu trong sân vườn. Nó gần như là nó là một cái cây lan mang cái hương thơm của núi rừng. Phải nói là một cái lan mà hoa lan rất là thơm, cái cây trầm rừng. 1 kg trầm rừng này em đang để giá là 380.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Em cũng sẽ bán ngay từ 0,2 kg đây cô chú anh chị, 0,2 ạ. Đây ạ, cô chú anh chị mình có thể có một cái giò trầm rất là tuyệt vời như thế này. Bằng này cái thân cận trầm cô chú anh chị nhé, là hơn 70.000 thôi ạ. Cô chú anh chị có một cái giò trầm rất là tuyệt vời để thưởng thức này. À, tiếp sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo vôi. Đối với cái dòng vôi này, hiện tại đang nụ như vậy đấy ạ. Đó, đang nụ và mầm gốc đang bắt đầu là lên nhá, cô chú anh chị nhá. Đang nụ thì cũng là sẽ là mùa mầm gốc đấy ạ. Đấy, kể cả ngay cái thân ngắn ngắn như vậy thôi cũng cho những cái nụ rất là đẹp luôn. Vôi thì về cái độ thơm của nó là chỉ đứng sau trầm thôi cô chú anh chị ạ. Một vài bông nở thôi cũng đủ thơm ngào ngạt rồi. Hoàng thảo vôi em xin phép được bán với giá là 170.000 cho 1 kg. Cô chú anh chị mình muốn sưu tầm những cây lan thân thẳng này thì đừng bỏ qua cái giai đoạn quá là đẹp trong năm này cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em có dòng lan ngọc thạch 3 màu ạ. Đây là cái dòng lan ngọc thạch 3 màu Bắc, nên là hàng sẽ đảm bảo cho cô chú anh chị mình rằng chuẩn, rất là chuẩn 3 màu. Dòng ngọc thạch 3 màu Bắc thì thời điểm bây giờ cây cũng đang bắt đầu là sưng nụ thôi cô chú anh chị ạ. Và mầm gốc thì cũng lác đác đang có một vài cây đang bắt đầu là bật mầm gốc này. Ngọc thạch 3 màu em bán với giá là 150.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. 150.000 cho 1 kg ngọc thạch 3 màu Bắc thôi ạ. Và sang bên này đây thì hoàng thảo đơn cam ạ. Hoàng thảo đơn cam thì em nghĩ rằng là cũng hiếm khi mà có hàng về cô chú anh chị nhé. Mà dạo nữa thôi thì có thể là có hàng về nhiều, khi mà cây hoa nở rộ thì người ta sẽ đi tìm rất là dễ, dễ hơn thì cũng có thể sẽ có hàng về nhiều. Nhưng mà lúc đó thì cô chú anh chị mình chỉ làm giống thôi chứ không thể nào thưởng hoa được. Còn thời điểm bây giờ thì cô chú anh chị mình có thể được chơi, ngắm những cái bông hoa đơn cam với sắc hoa cam lửa rực rỡ và độc đáo ạ.
Hàng hiện tại đang bắt đầu là sưng nụ. Dạ, cô chú anh chị mình có thể cùng nhìn cho em những cây đơn cam đang bắt đầu là sưng nụ như thế này này. Nên là nếu mà cô chú anh chị mình muốn sưu tầm những cây đơn cam để làm cây giống cũng như là thưởng thức hoa thì đừng bỏ qua cái giai đoạn, những cái giai đoạn đẹp trong năm này. Riêng đơn cam mà hàng trồng thuần thì giá siêu, phải nói là siêu cực kỳ là đắt đỏ luôn cô chú anh chị. Bán với giá là 600.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Và em sẽ bán ngay từ 0,1 kg rồi, 600.000 nhưng lại bán ngay từ 0,1 kg. Dạ cô chú anh chị mình có thể cùng em xem này. Với 0,1 đơn cam thì cô chú anh chị mình có thể được một lượng khá là nhiều như vậy rồi cô chú anh chị nhé. Tức là 60.000 thôi ạ. Cô chú anh chị mình có thể có một cái phần đơn cam rất là xinh. Để có những giỏ đơn cam, những bông đơn cam được ngắm rất là tuyệt vời luôn ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan trầm vàng cô chú anh chị nhé. Những dòng trầm vàng này, và trong những dòng lan phải nói là cực kỳ là độc đáo luôn. Riêng tất cả những dòng hoàng thảo thì nó chỉ nở hoa khi mà cây rụng lá, khi mà cây cây già rụng lá và bắt đầu mới cho hoa và cho mầm gốc. Nhưng đối với cái cây trầm vàng này này, nó có một cái điều rất là đặc biệt, đó là nó sẽ nở hoa ngay từ cái thân mà mầm tơ lên như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Và với cái cây mà đang có xanh lá như vậy mà nó sẽ cho nụ cho hoa ngay, nên là khi mà nó nở hoa ấy, thì những cái bông hoa xen lẫn ở những kẽ lá rất là đẹp luôn, tạo ra một cái vẻ đẹp rất là khác biệt so với những cây lan khác. Và riêng dòng trầm vàng thì cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại đang mầm lên rất là nhiều này. Đó, về cô chú anh chị mình có thể tách ra để cây có thể đạt được nhiều mầm hơn cô chú anh chị nhé, để có được nhiều cây giống hơn ạ. Và dòng trầm vàng em xin phép được bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg, tức là 90.000 cho 90.000 để cô chú anh chị mình có thể có những cây trầm vàng sưu tầm cho sân vườn của nhà mình ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cây lan hài Henry ạ. Dòng lan hài Henry thì đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Nói chung là mỗi một cái dòng lan hài thì nó có một cái vẻ đẹp rất là độc đáo và được cực kỳ là bền. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng lan hài Henry cô chú anh chị này. Dạ, cô chú anh chị mình cùng em ngắm những cây lan hài Henry. Cái dòng này thì hoa rất là sai nhá cô chú anh chị nhá, sai bông cực kỳ là sai bông luôn. Và mang hình dáng chiếc hài màu đỏ phớt tím rất là đẹp. Cánh sáp bóng và cánh hoa hài rất là dày luôn ạ, rất là xinh. Đó, cái dòng lan hài Henry, những chậu lan hài Henry xanh mướt như thế này đủ để có cho cô chú anh chị có một cái mùa hoa cực kỳ là xinh đẹp trong cái thời gian rất là ngắn tới. Đây này cô chú anh chị này, chậu nào cũng như chậu nào rất là đẹp như vậy đấy ạ. Em đang để giá một cái chậu lan hài Henry như vậy là 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. 100.000 thôi, bao giá rẻ cả thị trường cho cô chú anh chị mình. Thực sự cái dòng lan hài Henry này nếu như cô chú anh chị mà đi mua bên ngoài, ngay từ cái giá sỉ chắc chắn cũng không dưới 100.000 đâu cô chú anh chị ạ. Chẳng qua cái hài này thì nhà em tự trồng nên là bán thì gần như là nó chỉ có lãi hơn cái hàng kg một chút thôi. Đó, một cái chậu lan hài Henry đẹp như vậy có giá 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan hài táo ạ. Dạ, những cái chậu lan hài táo thì hoa của dòng hài táo thì nó cũng gần giống như là cái dòng lan hài vân. Mà hài táo thì bây giờ đang bắt đầu là ngậm, đang bắt đầu là chuẩn bị mèo nụ rồi này cô chú anh chị. Có những chậu đang mèo nụ nhá. Chậu hài táo, chậu này em gọi là chậu số 1 đi ạ. Em xin phép được bán chậu này với giá là 90.000 cho chậu hài táo. Chậu hài táo số 1 100.000, chậu hài táo số 2 là 80.000, chậu hài táo số 3 100.000, chậu số 4 này, chậu số 4 này đang bắt đầu là có nụ khá là cao rồi đấy ạ. Chậu này em bán là 70.000 và chậu số 5 100.000, chậu số 6 cũng với giá là 70.000. Đó, em có, và ngoài ra thì em còn có thêm cả những cái dòng lan hài vệ nữ hay còn gọi là tiên hài ạ. Cái dòng lan hài vệ nữ này hiện tại em đang có một cái chậu rất là sum xuê với hai cái vòi bông cực xinh như thế này, cũng với giá là 100.000 và chậu số 2 thì cũng rất là đẹp ạ. Đây ạ, chuẩn bị nụ thôi. Em nghĩ rằng chậu này thì em chưa thấy có mèo nụ lên cô chú anh chị nhá. Chậu này 100.000. Và bên này đây sẽ là những chậu lan hài dâu xanh. Em còn có duy nhất hai chậu lan hài dâu xanh thôi. Bởi vì cái dòng lan hài dâu xanh này không phải là dễ thuần đâu nhiều cô chú anh chị. Cho rằng cây lan hài dâu xanh này là một cái dòng hài rất là khá là khó thuần. Mặc dù cái bông hoa của nó rất là độc đáo, đẹp và đáng sưu tầm. Cái dòng hài mang hình dáng chiếc hoa hài màu xanh và có hai chòm dâu xoăn tít ở bên cạnh rất là độc đáo luôn đấy ạ. Thì hai chậu duy nhất với giá em bán là 100.000 cho một chậu hài dâu xanh cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan vũ nữ. Dòng lan vũ nữ ạ. Trước tiên cô chú anh chị nhìn cho em những cây lan vũ nữ, cái dòng lan ngọc nữ, hoa vô cùng là thơm và đẹp kiêu sa,
rất là xinh như thế này này cô chú anh chị. Cái sắc hoa tím hồng rất là đẹp luôn ạ. Mỗi một cái vòi hoa của dòng lan ngọc nữ này, nó thứ nhất là nó thơm, cái thứ hai là cần hoa rất là cao. Cái có thể có những cái vòi hoa nó có thể cao đến cả 80, thậm chí cả là 1 mét nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, hoa thì phân nhánh chi chít tua tủa như vậy. Hàng thì thời điểm hiện tại là có những cần đang nụ và có những cần đang hoa. Mà hoa này thì cô chú anh chị mình yên tâm cho em rằng mặc dù nó đã nở hoa rồi nhưng mà siêu bền cô chú anh chị nhá. Siêu bền luôn nè cô chú anh chị mình yên tâm cho em. Một chậu lan ngọc nữ mà nhiều giả hành và đẹp như thế này này cô chú anh chị này, mà cho hoa quanh năm nhá. Dòng hài vệ nữ, dòng ngọc nữ này nó cho mình hoa quanh năm. Phần nhánh chi chít luôn cô chú anh chị, có những cây đang nụ, có những cây đang có những cái thân đang hoa. Một chậu ngọc nữ đẹp như thế này với giá em bán là 180.000 cho một giò. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan vũ nữ hoa vàng ạ. Dòng vũ nữ hoa vàng này thì đây, mỗi một chậu như vậy là một cái vòi bông. Một cái dòng lan mà cũng có hương thơm nhẹ nhàng, rất là quyến rũ. Một chậu xinh đẹp như thế này cô chú anh chị để trong phòng khách cũng rất là tuyệt vời rồi, bởi vì nó phân rất là nhiều nhánh ạ. Với cái bông hoa vàng tươi sáng như thế này cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu lan hài màu vàng này, hoa màu vàng này, em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một giò. Cũng là dòng lan mà cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị ạ. Cây rất là, cây giống rất là khỏe cô chú anh chị nhá, cây rất là khỏe và dễ dàng phát triển. Và sang bên này đây ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan vũ nữ cá mập nhá cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan vũ nữ cá mập, một cái dòng lan mà mang cái sắc hoa tím đẹp một cách bí ẩn như thế này cô chú anh chị ạ. Đó, mang cái vẻ đẹp huyền bí, tím huyền bí đẹp như thế này. Và siêu thơm với những cái bông hoa cực kỳ là thơm luôn. Phải nói như vậy. Một cái chậu lan như thế này này, bông hoa rất là to cô chú anh chị nhá. Và có ít nhất là hai vòi bông cho mỗi một giò cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Và cây thì rất là khỏe, thời điểm bây giờ thì đang nụ. Nụ rất là lớn rồi và sẽ nở hoa trong cái thời gian rất là ngắn tới ạ. Nếu như cô chú anh chị sở hữu một cái chậu lan này thôi ạ, cô chú anh chị nào mà đã từng được thưởng hoa rồi thì biết ạ. Cô chú anh chị trưng trong nhà, đóng cửa lại và sáng hôm sau dậy thì chắc chắn rằng toàn bộ cái không gian ướp mùi hương của cái dòng vũ nữ cá mập này luôn cô chú anh chị nhá, cực kỳ là thơm. Một cái chậu vũ nữ cá mập như vậy em đang để giá là 120.000 cho một giò. 120.000 cho một giò cái dòng vũ nữ cá mập. Và tiếp sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng lan mang cái vẻ đẹp thực sự phải nói là kiêu sa, một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Đó là cái dòng lan ngọc dạ Minh Châu cô chú anh chị nhé, dạ ngọc Minh Châu đấy ạ. Dòng lan dạ ngọc Minh Châu, nhìn những cái bông hoa thực sự nó đẹp một cách kiêu sa, đúng như cái tên gọi của nó luôn ạ. Đấy ạ, cô chú anh chị cùng em ngắm và cùng thẩm cái mặt bông, cái vẻ đẹp tuyệt vời của dòng lan dạ ngọc Minh Châu này. Một cái vẻ đẹp vừa thuần khiết và vừa kiêu sa. Đó, cái sắc hoa cực kỳ là sáng và đẹp cô chú anh chị nhá. Một cái giò lan như vậy hiện tại em đang có chậu 3 cần hoa và chậu 4 cần hoa. Nhưng em nghĩ rằng quan trọng hơn hết vẫn cứ là những cây lan giống ạ. Rất là khỏe, cô chú anh chị nhìn cho em. Những chậu lan giống cực khỏe. Độ bền của hoa này thì cô chú anh chị mình chơi thoải mái cho em cả 1-2 tháng không tàn luôn. Thì em đang để giá một chậu 3 cần hoa là 190.000 và chậu 4 cần hoa là 200.000 cô chú anh chị nhá, 200.000. Đó, và cô chú anh chị mình nhìn này, những cái giò lan này thì nói chung là nó bền lắm. Đấy ạ, cái chậu này này, đây là cái chậu hoa mà khách hàng bom về ạ. Trước Tết như thế nào thì sau Tết nó vẫn cứ như thế. Trước khi Tết là nó đã bị dập sẵn rồi, thì bây giờ nó vẫn cứ ở như thế này. Tức là nó không hề có cái sự tàn, bởi vì cái dòng địa lan hoa rất là bền. Còn đây này cô chú anh chị nhìn cho em, đây là cái chậu địa lan, đây là chậu địa lan cọp đỏ của nhà em cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị cùng em ngắm, nó rất là xinh đẹp đúng không ạ. Và đây là cái chậu cọp đỏ mà em đã chơi ở năm thứ 3 rồi và không hề có sang chậu luôn cô chú anh chị nhìn này. Nguyên bản cái chậu này là em không hề sang chậu từ cái năm đầu tiên đến bây giờ cô chú anh chị nhá. Nên là nó cũng có phần là hơi có cằn cỗi đi, nhưng cô chú anh chị nhìn là những bông hoa rất là đạt đó. Thì mình khi mà mình sưu tầm một cái cây lan giống như vậy, không phải là mình chỉ chơi hoa trong một năm, cô chú anh chị chăm chút tốt thì mình có thể có những cái giò lan mà nó phát triển cực kỳ là đẹp luôn đó. Dòng lan dạ ngọc Minh Châu với một chậu lan mà rơi 3 ngồng hoa, cây khỏe đẹp như vậy với giá chỉ có 190.000 và 4 ngồng hoa với giá chỉ có là 200.000 thôi cô chú anh chị nhé.
cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Em nghĩ rằng là với cái dòng hoa đẹp như thế này không đâu có cái giá rẻ như vậy đâu ạ. Bởi vì em cũng đã tìm hiểu rất là kỹ, cũng săn hàng rất là kỹ càng luôn. Còn sang bên này đây sẽ là những cái bông hoa đen rô, những cái bông hoa đen rô xuân đẹp mộng mơ đó. Khách hàng nào khi mà đã nhận những cái bông đen rô này thì đều không thể nào mà chê được. Với độ bền của hoa đen rô này, độ bền là trên 2 tháng của chú anh chị nhé. Chậu siêu nhiều nụ và mầm gốc lên cực kỳ là đẹp như thế này. Đó, thân nào thân đấy mập nụ to hơn cả ngón tay cái của em cô chú anh chị nhá. Chậu rơi ít nhất từ 5 cho đến 6 thân trở lên. Nói chung là cô chú anh chị nhìn này, chậu này rơi thậm chí rơi 6 thân. Nói chung là rất là ít chậu mà nó có 5 thân, đa số em đếm là thấy là đều từ 6 thân trở lên đấy ạ. Đấy thì một cái chậu hoa đen rô xuân siêu nụ như thế này, chi chít và mầm gốc đang lên cực kỳ là tuyệt vời. Ít nhất là 6 thân hoa siêu nhiều nụ như thế này, độ bền trên 2 tháng cho cô chú anh chị mình. Và một giò lan như vậy em đang bán với giá chỉ có 170.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Một chậu to đùng luôn. Riêng cái chậu này cô chú anh chị để trong phòng khách hay là trên bàn làm việc thì thực sự nó quá là đẹp, quá là sang chảnh luôn cô chú anh chị ạ. Với độ bền trên 2 tháng này. Đẹp chưa cô chú anh chị? Thân nào thân đấy to mập hơn cái ngón tay của em. Đó. Quá là đẹp ạ. Bên này đây là em còn có một cái mã bông nữa. Đây là cô chú anh chị nhìn này. Quá rực rỡ luôn ạ. Đây là cái dòng lan mà đen rô tím và họng vàng nhá cô chú anh chị nhá. Đen rô tím họng vàng. Hương thơm của cái dòng đen rô này là có một cái hương thơm nhẹ nhàng đấy ạ. Và chậu ở đây thì nó sẽ rơi vào ít nhất là 4 thân hoa nhá. Dòng đen rô tím họng vàng. Bông hoa to ùình ạ. Bông hoa to ùình và cánh dày hoa dày cục luôn và cực kỳ là bền hoa cô chú anh chị. Cực kỳ là bền hoa luôn. Với giá em bán là 160.000 cho một cái chậu đen rô. Cánh hoa tím và lưỡi vàng. Đó, đây thì cây hiện tại đang bắt đầu là nở hoa. Một số cây trắng thì nó có nhiều nụ hơn, còn cây cây tím này này nó sẽ có độ nở nhiều hơn cô chú anh chị nhé. Tuy nhiên thì cô chú anh chị mình yên tâm cho em rằng là thoải mái cô chú anh chị mình chơi hoa chán thì thôi ạ. Thời gian chơi chán thì thôi cô chú anh chị nhé, cực kỳ bền hoa luôn. Lượng hàng nhiều thoải mái cô chú anh chị mình lựa chọn. Em sẽ chọn cho cô chú anh chị những chậu lan gọi là đẹp nhất, khỏe nhất gửi đến cho cô chú anh chị mình. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là một cô lô kiều lộc bắc. Lô kiều lộc bắc trước đây khi mà em bán ấy thì em nghĩ rằng là chắc nhiều cô chú anh chị sẽ nghi ngờ rằng em bán hàng không đúng hàng đúng ạ, bởi vì hàng em bán rất là rẻ. Những cái chậu kiều lộc bắc đa số người ta bán trên vài 300.000, người ta bán rất là đắt đỏ. Tuy nhiên thì em chỉ bán độ tầm 190-200 đổ lại thôi, và em nghĩ rằng là chắc nhiều cô chú anh chị nghĩ rằng là em bán hàng không chuẩn. Thì ở đây cô chú anh chị mình nhìn cho em nhé, cái lô hàng hôm nay về, hàng đã nở hoa như thế này thì em nghĩ rằng là đủ uy tín rồi đúng không ạ. Cần hoa cực kỳ là dài luôn, một cái vòi bông của nó rất là dài như thế này. Thì em cũng rất là hạn chế chọn những cây lan mà nó đang có nụ lớn hay là có hoa. Gần như em không có lấy hàng có hoa nhiều, bởi vì là chủ yếu là để em cho cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái mặt hoa mẫu của nó thôi. Chứ còn thì hàng này đa số là em chọn cái hàng là bắt đầu là sưng nụ thôi cô chú anh chị nhé. Một cái chậu phải nói siêu sum xuê, cực kỳ là đẹp nè. Có những cây này em chọn một vài chậu là nụ lớn như thế này thôi, còn lại là chỉ là những cái chậu mà đang sưng nụ. Cô chú anh chị về tưới nước trong một thời gian rất là ngắn, rất là ngắn, thì cô chú anh chị sẽ cây sẽ bắt đầu là cho nụ cho hoa sum xuê cực đẹp như vậy. Thì một chậu kiều lộc bắc như thế này em xin phép được bán 200.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. 200.000 cho một giò, và em nghĩ rằng với những cái giò như thế này đó, cô chú anh chị thưởng thức hoa trong năm nay và trong mùa tới, cô chú anh chị ở những nơi thời tiết ấm áp có thể hoa nở vào thời tiền điểm Tết, giá có thể đến cả 1.000.000 cho một giò như thế này luôn cô chú anh chị nhé. Mà kích hoa được nữa thì thực sự nó sẽ quá là rực rỡ ạ. Đó. Đa số là đang sưng mắt nụ thôi cô chú anh chị ạ. Đây này, đang sưng mắt nụ. Thì để cô chú anh chị mình có thể về được chơi hoa một cách gọi là đẹp trọn vẹn nhất nhé cô chú anh chị nhé. Chứ còn lấy cái hàng mà đã có nụ lớn rồi ấy, thì về nhiều khi là nó sẽ hỏng nụ. Với những cái cây căng mướt và khỏe đẹp như thế này, không có lý do gì nó không cho cô chú anh chị những cái giò hoa gọi là đẹp tuyệt vời đâu ạ. 200.000 cho một cái giò kiều lộc bắc. Đấy, hàng thì em nhập với cái số lượng khá là lớn, khá là lớn cô chú anh chị nhé. Thoải mái cô chú anh chị mình, em sẽ chọn cô chú anh chị những cái giò lan đẹp nhất để gửi đến trước cô chú anh chị, cho cô chú anh chị trước khi cô chú anh chị nào đặt hàng trước đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan đen rô. Đây cũng là đen rô cô chú anh chị ạ.
Hàng này thì hàng đã trồng thuần sẵn trong chậu rồi, về cô chú anh chị chỉ việc treo thôi. À, ngắm hoa ngắm lá, chờ ngắm hoa ngắm lá thôi. Hàng này thì lác đác có vài thân là đang nụ, còn lại đa số là chưa có nhú nụ, với giá 150.000 cho một giò. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhá. Trầm rồng đỏ, một cái dòng lan mà chủ yếu là nở hoa vào thời điểm Tết. Đấy, trước Tết em cũng đang bán rất là nhiều những cây trầm rồng đỏ. Nè cô chú anh chị này, bông hoa to uỳnh luôn. Cái sắc hoa rất là tươi sáng đúng không ạ? Bên ngoài thì nó còn nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Cái mặt bông trầm rồng đỏ đây này, siêu thơm vô cùng luôn cô chú anh chị nhá. Thơm nức nở luôn ạ. Nhức mũi luôn cô chú anh chị. Thì một cái chậu lan trầm rồng đỏ này, mầm gốc đang lên. Cô chú anh chị nhìn này, chi chít mầm gốc như vậy. Và hàng thì đang rất là nhiều nụ ở đây. Đó, một chậu như vậy rơi vào ít nhất là 4 thân hoa trong một giò cô chú anh chị nhá. Và rất nhiều mầm gốc để cô chú anh chị mình làm cây giống. Giá thì chỉ có 100.000 cho một chậu thôi. Tức là giá chỉ có một vài cái bát phở, 2-3 cái bát phở thôi đúng không ạ? Đó, 2-3 cái bát phở thôi cô chú anh chị sở hữu ngay một cái giò trầm rồng đỏ mà rơi ít nhất là 4 thân mà đang nụ đẹp như thế này, để cô chú anh chị về mình thưởng thức hoa cô chú anh chị nhá. Đó, bông hoa nào bông hoa đấy to đùng luôn cô chú anh chị nhìn này. Đấy, đang nụ rất là đẹp như vậy. Đã, cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái lô trầm rồng đỏ hôm nay về ạ. Đấy ạ, siêu nụ chi chít như thế này nhá cô chú anh chị mình yên tâm cho em ạ. Siêu nụ và mầm gốc lên rất là đẹp như vậy. Nói chung là với tầm nụ lớn như thế này rồi thì em không thể nào mà đảm bảo cô chú anh chị rằng là cái nụ của nó khỏe đẹp từng nụ một được, bởi vì là cái nụ lớn thì nó sẽ rất là đóng gói vận chuyển, nó sẽ rất là dễ bị chột nụ. Nên là em vẫn thường nói với khách hàng rằng là anh chị hãy lấy hàng đi khi mà cây đang chuẩn bị nụ đúng không ạ? Khi mà cây đang sưng nụ thì cô chú anh chị hãy lấy đi, bởi vì nụ lớn thì nó sẽ dễ dàng bị hỏng một số nụ là điều không tránh khỏi. Nên là khi cô chú anh chị đặt hàng lưu ý giúp em điều đó cô chú anh chị nhé. Chậu trầm rồng đỏ ít nhất là 4 thân hoa. Ít nhất là 4 thân hoa trong một giò với giá chỉ có 100.000 cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu lan giả hạc hoa hồng đỏ. Giả hoa hồng đỏ với thân bé xíu thôi nhưng mà khi mà nở hoa thì cái sắc hoa đỏ thắm luôn. Đỏ đẹp một cách nổi bật luôn, đỏ chóc luôn đấy cô chú anh chị, nó rất là tươi luôn. Cái màu sắc của nó này cô chú anh chị này, cái dòng lan trầm rồng đỏ đấy ạ, cái sắc hoa của nó đẹp như thế này cô chú anh chị nhá. Và một cái chậu lan trầm giả hoa hồng đỏ chứ, giả hoa hồng đỏ cô chú anh chị ạ. Thì một chậu như thế này đang lên mầm gốc tuyệt vời. Đấy, đang lên mầm gốc cô chú anh chị nhá. Và cũng đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, đang mầm gốc này, đang nụ. Và một chậu như vậy rơi từ ít nhất là 7 thân trở lên. Giả hạc hoa hồng đỏ rơi từ ít nhất là 7 thân trở lên. Em bán với giá là 120.000 cho một giò nhá cô chú anh chị nhá. 120.000 cho một chậu giả hoa hồng đỏ. Ở trước đây thì em thấy là người ta bán cái thân giả hoa hồng đỏ này này, thân lên đến cả 100.000, trong đó là cái thân bé xíu luôn. Em nghĩ rằng cô chú anh chị nào chơi lan lâu rồi thì chắc là biết đấy ạ. Một cái giò lan lèo phèo vài trăm nghìn luôn, cái giả hoa hồng đỏ ở cái lúc đấy ấy. Thì em nghĩ rằng là không hiểu vì sao mà giá nó lại đắt như vậy. Đó, thì thực ra thì cái mặt bông của nó khi mà nó nở hoa thì cô chú anh chị sẽ thấy bất ngờ về cái độ đẹp của nó cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây sẽ là vĩ thiên cung lữ bố. Một chậu thiên cung lữ bố như thế này cũng rơi vào ít nhất là từ 7 thân hoa trở lên cô chú anh chị nhá. Và mầm gốc đang lên xanh biếc như thế này này. Đó, mầm gốc đang lên. Thì một cái giò lan hạc vĩ thiên cung lữ bố, hoa nó không phải là nhạt màu như hạc vĩ rừng đâu ạ. Thiên cung lữ bố này, cái sắc hoa cánh hoa tím hồng và cái lưỡi rất là to, độc đáo, đẹp. Thì một giò thiên cung lữ bố này em để giá là 120.000 cô chú anh chị nhá. Em còn nhớ trước đây cái cách đây vài năm em bán thiên cung lữ bố một chậu một thân bé tí xíu thôi cũng hơn 100.000 rồi. Đấy, bây giờ một chậu to đùng như thế này, cô chú anh chị có thể có tác phẩm rất là đẹp luôn cho 1-2 năm sau mà giá chỉ có 100.000, 120.000 cho một chậu thôi. Đó cô chú anh chị ạ. Và ở đây thì em cũng nói thêm rằng là cái nụ của nó lớn ấy, nên là vận chuyển ấy thì nó cũng sẽ có nụ còn nụ mất. Bởi vì là cái hàng ấy, nụ lớn thì không bao giờ nó giữ được trọn vẹn hết khi mà qua cái quá trình vận chuyển cô chú anh chị nhá. Bên này đây sẽ là những chậu lan giả hao oai cô chú anh chị ạ. Sưng những mắt nụ rất là lớn này. Dạ, cô chú anh chị mình mà muốn chơi hoa trọn vẹn thì đây sẽ là một cái lựa chọn nhé cô chú anh chị nhé. Nhiều cô chú anh chị là cứ thích kiểu như là nó phải nhú nụ ra cơ.
Đấy, đang bắt đầu sưng mắt nụ này. Thì một cái chậu lan giả Hawaii như vậy rơi vẫy nhất là 5 thân cả ngắn cả dài đấy ạ. Em để giá có 100 nghìn cho một giò thôi. 100 nghìn cho một cái giò lan giả Hawaii. Về cô chú anh chị thoải mái. Kích hoa và kích mầm. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những chậu lan thanh đạm sữa. Cái dòng lan với những chùm hoa rủ dài màu trắng sữa này cô chú anh chị này, hàng đang nụ đấy ạ. Đó, một chậu thanh đạm sữa như vậy em xin phép bán là 100 nghìn cho một giò. Và sang bên này đây thì em đang có những cái chậu giáng hương đuôi, những cái giò quế lan hương. Giò quế trắng tháng 8 mà tự tay nhà em trồng. Một nhánh quế nhỏ thôi chắc chắn rằng cũng đủ làm cho một cái mùa tháng 8 thực sự trở nên thú vị hơn với cái sắc hương tuyệt vời của nó. Đây cô chú anh chị nhìn này, cái giò quế tháng 8 này em gọi là cái giò quế số 1 nhé cô chú anh chị nhé. Xin phép được bán với giá chỉ có 150.000 thôi. Đó, đang bắn dễ chi chít luôn này. Giò quế số 2 với giá 160.000, giò quế số 3 170, giò số 4 với 180 này, giò số 5 160.000. Và đây cô chú anh chị nhìn cho em là những năm trước nó đã cho hoa rồi đây cô chú anh chị nhé. Cái bộ rễ này phát triển rất là khỏe luôn như thế này này. Đó, về cô chú anh chị chăm sóc để chờ hoa cho mùa tháng 8 nhé. Và hình số 6 này 170.000. Và bên này đây sẽ là những chậu giáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng ạ. Cũng đang chuẩn bị đi vào cái mùa hoa rồi. Chậu cáo hình số 7 150.000, số 8 150.000 và số 9 cũng là 150.000. Số 10 150.000 nhé, 11 cũng 150.000 luôn ạ. Và 12 cũng 150.000. Chậu 3 cây rất là khỏe, trồng thuần cực kỳ là lâu rồi. Chậu số 13 150.000, chậu 14 150.000 ạ. Chậu 15 cũng 150.000 luôn này. Và chậu số 16 cũng 150.000 luôn. Đó. Cô chú anh chị chọn hình nào thì hãy báo em, báo rõ cho em cô chú anh chị nhé. À, sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là chè ô long. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Cái túi này em đang đóng gói là 0,4 kg, một cái túi như vậy này. Và em đang bán với giá là 150.000 cho một kg cô chị ạ, túi 0,4 kg này. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng, cô chú anh chị nào đã từng thưởng thức thì đều có một cái cảm nhận đó là có hương vị rất là đặc biệt. Bởi vì cái chè ô long này không có hương vị rất là đặc biệt mà không có lẫn với cái vùng miền nào cô chú anh chị ạ. Bởi vì cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng này nó trồng ở vùng núi Phe Đén ạ, với độ cao trên 1.000 m² mà quanh năm sương mù bao phủ. Chính vì vậy mà nó tạo ra cái hương vị riêng, cái độ ngọt, cái mùi hương riêng biệt mà không nơi nào có. Cô chú anh chị hãy thử một lần, cây trồng tự nhiên trên vùng núi Phe Đén của chú anh chị nhé. 150.000 cho một túi 0,4 kg. Và tiếp sang bên này đây thì em đang có hôm nay về rất là nhiều những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan luôn ạ. Vỏ thông, hôm nay thì em có đặc biệt có cái lô vỏ thông về. Và vỏ thông này thì có đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 và vỏ thông vụn nhé cô chú anh chị nhé. Đồng giá là 20.000 cho 1 kg. Mà vỏ thông này, vỏ những cái vỏ thông size lớn này lại là những cái vỏ thông mài, vỏ thông đã mài. Và cái giá của nó thì chắc chắn là sẽ cao hơn cái vỏ thông mà chỉ xay thôi cô chú anh chị nhé. Chỉ băm thôi ạ. Đây là cái vỏ thông đã mài, 20.000 trong 1 kg vỏ thông, có 3 loại. Đây, đây là vụn hạt ngô nhá. 1 2 này và đây là 3 4 ạ. Và bên này là giớn vụn này. Giớn vụn cũng là một cái giá thể mà nhà vườn người ta sử dụng để trồng lan rất là tốt. Giá giớn vụn 1 kg thì được rất là nhiều, em đang để giá là 40.000 trong 1 kg. Phân dê đã qua xử lý nhá cô chú anh chị nhá. Phân dê đã qua xử lý 18.000 một kg. Và phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp ạ, 35.000 cho một túi 1 kg. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong trên 2 tháng, 35.000 cho một túi 1 kg. Và bên này thì em đang có thêm cái sản phẩm đó là rêu rừng. Rêu rừng này cô chú anh chị nhìn cho em cái lô rêu thì xanh đẹp đúng không ạ? 50.000 một kg, khô được ghi là nhiều. Duy xanh 50.000 cho một ống và duy đỏ 60.000 cho một ống. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Atotic 12.000 cho một gói này. Super thai hóc môn tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ nhé. B1 Thái 40.000 cho một lọ này. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ. Và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 cho một lọ. Cáp tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng 80.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm khó kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Kinkinbun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Và sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng.
Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Một lọ như vậy em bán là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhá. Có rất là nhiều những công dụng dược liệu tuyệt vời luôn, như là diệt khuẩn, làm sạch không khí ạ. Mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị cảm giác thư giãn an thần và giảm đau cực kỳ là hiệu quả, không gây nóng rát. Nói chung là cô chú anh chị biết rồi, từ những cánh hoa hồi người ta cho vào món ăn từ rất là lâu, tạo hương vị, tạo độ ngọt đúng không ạ? Và đây là những cánh hoa hồi, chiết từ những cánh hoa hồi tự nhiên đó được chiết xuất ra từ những giọt tinh dầu hồi như thế này thì chắc chắn rằng sẽ đem đến cho cô chú anh chị những công dụng dược liệu vô cùng tuyệt vời. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.